Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tạo độ ẩm BONECO U700, một sản phẩm được nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Sau đây chúng ta sử dụng máy nhé. BONECO U700 là một sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Sĩ, có thiết kế rất là đẹp. Và đằng sau thân máy là khay chứa tinh dầu thơm. Trước khi sử dụng thì các bạn sẽ nhỏ một vài giọt tinh dầu vào đây để tạo mùi hương, giúp cho tinh thần thư giãn và xả stress. Phía trên thân máy là đĩa để tạo hướng phun sương. Ở đây đĩa có thể quay 360 độ để điều chỉnh góc phun sương cho cả căn phòng. Và đây là bảng điều khiển của máy BONECO U700. Ở trên bảng điều khiển có 6 phím bấm: phím nguồn, phím điều chỉnh tốc độ quạt, phím cài đặt chế độ tự động, phím tạo hơi ẩm ấm, phím cài đặt hẹn giờ và phím tạo hơi ẩm mong muốn, tạo độ ẩm mong muốn. Để sử dụng thì các bạn sẽ bấm vào phím nguồn. Sau khi bấm vào phím nguồn thì trên màn hình của máy sẽ hiển thị độ ẩm hiện tại của căn phòng là 44%. Và cùng với cái đèn màu xanh, đèn này các bạn có thể sử dụng làm đèn ngủ. Để tắt đèn này đi, các bạn sẽ ấn nhẹ vào phím nguồn một lần nữa. Và để điều chỉnh tốc độ phun hơi sương thì các bạn ấn vào phím quạt. Ở đây máy cho phép chúng ta cài đặt tốc độ quạt từ 1 cho đến 3. Mức 1 là thấp nhất và mức 3 là cao nhất. Để cài đặt chế độ tự động thì các bạn ấn vào nút auto. Ở đây độ ẩm tự động sẽ là 50% và máy sẽ chạy cho đến 50% là sẽ ngắt. Để tạo hơi ẩm ấm thì các bạn sử dụng phím bấm tạo hơi ẩm ấm. Để cài đặt thời gian tắt và bật, các bạn sẽ sử dụng phím bấm cài đặt thời gian. Ở đây tôi sẽ cài đặt thời gian sau 2 tiếng là máy sẽ tắt. Còn máy cài đặt cho chúng ta chế độ từ 1 giờ cho đến 9 giờ. Nếu như các bạn muốn hẹn giờ máy, trong trường hợp các bạn đi ra ngoài và sau khoảng 2 tiếng là các bạn quay lại, thì chúng ta sẽ làm như sau: các bạn tắt máy đi và ấn vào phím bấm cảm ứng hẹn giờ. Các bạn cài đặt sau 2 tiếng là máy sẽ bật. Còn các bạn muốn tạo độ ẩm cao hơn hoặc thấp hơn mức hiện tại thì các bạn sẽ sử dụng phím bấm sau. Ở đây tôi sẽ cài đặt đến mức độ 70% thì máy sẽ chạy cho đến khi hơi ẩm ở trong phòng đạt 70% là máy sẽ dừng lại. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn tạo hơi ẩm thấp hơn thì các bạn cũng sử dụng phím sau 35%. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là hơi sương đã ngừng phun ra, tại vì là cái cài đặt 35% là thấp hơn so với độ ẩm hiện tại nên là máy sẽ tự động ngắt. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tạo độ ẩm BONECO U700 được nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Sĩ. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn vui lòng truy cập website boneco.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.